Chào các bạn quay lại kênh Thanh 78. Hôm nay mình tiếp theo con này nha. Lên. Mồi đang lên nhiều nha các bạn nhé. Chúc mình review con Hiếu 5 này nhé. Đang chuẩn bị, nay gió tương đối đẹp, nay trời mới ở các nơi mới mưa xong, còn ở khu mình thì chưa có mưa nhá. Hẹn bạn đang tiếp tục ra hai con diều, đang ráp con này con 4m2, còn con này con 5m, đang gắn bộ cong D110 và đang chỉnh sửa miệng sáo đây. Hai con ở trên bên bầu vực bờ trời, chúng ta đang có một dây diều sáo. Vẫn bay được mà, không cần đuôi, vẫn bay bình thường, bay nhiều không thôi. Đây bộ miệng sáo rồi đây, trong mới vá đây, mới đắp miệng rộng quá mới vá lại. Đây miệng của nó đây, miệng của nó đang vá miệng đấy, đang đắp thêm miệng, đắp thêm để cho nó giảm cái miệng miệng gió. Gió to quá này là ăn, gió to quá thì phải đặt cái này là a blue nhá. Đang căng chỉnh đây các loại. Mười mấy con. Đây. Sáo, gậy gọc sáo này chưa có thời gian làm. Cho nên cột đại vậy cho nó kêu kiểu vẫn kêu. Kêu bình thường. Ca âm. Ồ, úi o. Ui ui ui. Một con đang bị quấn vào nhau rồi đây. Rồi đang kéo xuống đây. Xuống con này trước nhá. Xuống con này xong rồi mới cho mấy con 5 mét lên. Rồi, quá đẹp luôn. Tuyệt vời. Rồi, lên. Ba chạy đây. Đẩy đây, em cứ đẩy lên, đẩy lên chạy. Ở đây em. Cắm ngon mới được. Ủa này cái chán thế. Chuẩn số hay. Họ bé rồi.
năm 10 mà kêu chán quá. Hai con đi các bạn nhá. Đấy. Đấy không. Hồi này gió to nè, cùng cái nhờ. Chồng chồng nha, còn cất đây còn... Còn cất đây đó. Rồi đang mở diều đây. Cuốn. Lật tim à? Đang chập chờn quá, mất gió. Gió không đều. Lúc có lúc không. 4 mét. Sáu chuông D70. Một buổi chiều gió đẹp tại cánh đồng diều Dương Thị Giang, có rất đông mọi người đang ra để thả diều. Trên bầu trời có rất nhiều các loại diều đầy đủ màu sắc. Bay kín bầu trời luôn.